Không cần phải là ông này giỏi quá, mèo quá. Chúng ta đến đây là bằng bình dân, bình đẳng. Kể cả các ông thông cảm là chúng tôi vai thấp thì cũng là đẳng cấp như vậy thôi. Cho nên các ông, các bác thông cảm là như thế. Hãy đảm bảo mọi người cảm thấy là an toàn. Đến đây là không đảm thiếu vào các thứ khác. Mọi hình thức này, bắt nạt này đều không được sử dụng. Ví dụ là ông thực này ông tận khỏe võ hơn là không được bắt nạt ông giáp, đấy là cái nó là như vậy. Thế còn bình luận này hạ nhục người, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa là khuynh hướng tình dục và sẽ không được chấp nhận. Có nghĩa là chúng ta không phân biệt là bên kinh, bên đạo của này, thì bên nhảy đồng, bên các thứ là chúng ta không phân biệt cái đó, không giải thích luôn như thế. Và cái này là rất chúng ta phải thực sự tôn trọng để giữ với cái nề của chúng ta này. Tuyệt đối không quảng cáo nhá. Anh em, ví dụ như tôi có bán cái gì tôi cũng được quảng cáo trên cái nhóm của chúng ta. Cái hội đồng, cái hội đồng liên của chúng ta không có cái chuyện là quảng cáo là tôi bán quần, bán áo hay bán giày, bán dép không có. Đó là cái nữa là chúng ta không được chúc mừng sinh nhật nhau trên cái nhóm này, bởi vì là có những cái mà những người khác đang ngủ chẳng hạn, hoặc là đang làm việc khác, tự nhiên cái tinh nhá lại phải cầm đến điện thoại sờ lên, không may ví dụ như là tôi ông Hải ông lô công như đấy, công thông cảm, đi trên đường mà thấy thế Vinh nó lại sờ tay vào điện thoại không may ý họ cái là chúng ta không nên. Đó là chúc mừng sinh nhật, chúng ta chúc nhân sinh nhật riêng trong trên một trang khác. Và cái này nữa là tôn trọng quyền riêng tư của mọi người khi tham gia vào hội nhá. Chúng ta phải tin tưởng từ hai phía, các cuộc thảo luận thực mang đến biểu đạt hội trở nên tuyệt vời và có thể nhạy cảm riêng tư. Vì vậy là chúng ta không mang một cái chuyện gì trong hội chúng ta chia sẻ với các hội khác. Chúng ta có thể không bằng người ta, cũng có thể hơn người ta, nhưng chúng ta không mang, tuyệt đối là không mang cái trong hội của mình từ chúng ta đi chia sẻ với các hội khác. Là thực sự với các ông nói là nội quy của chúng ta như thế. Còn một cái nội quy mà bất thành văn đó là hội nào chúng ta thành lập đều phải có một cái quỹ, đều một cái quỹ. Mà cái quỹ này thì xin các anh em là thế này này: một, bố mẹ chúng ta mất thì chúng ta đi viếng, còn bố xin các anh em là chúng ta không thật sự ví dụ như bản giác này rất là xa, hoặc cũng có thể có những người tiếp cận không đến được. Còn nếu mà bố mẹ mất thì chúng ta theo dân làng là đi 500 và một vòng hoa, đó là mất. Còn nếu trong trường hợp mà không may nhá, vợ con chúng ta mất thì chúng ta đi 1 triệu một vòng hoa. Đó là bây giờ chúng ta 50 tuổi rồi chưa biết thế nào được, nhưng mà đấy là luật bất thành danh là như thế. Thì các ông cho ý kiến, sau đó tôi sẽ đọc thông chi của ngày hôm nay của chúng ta buổi liên hoan. Thì có ai có ý kiến thì cứ ý kiến mạnh dạn lên đấy, có giấy phát cho từng người một tờ, cứ đọc qua trong một ý kiến giúp cái để nó thành một. Còn về cá nhân thêm chẳng hạn như trường hợp là chú ông bà bố mẹ các em rồi em đứng đầu những cá nhân anh em thì cả anh em chúng ta vẫn cứ đến mọi bình thường, nhưng việc đấy việc không được cấm đôi khi nữa. Tuy nhiên với lại cái thứ hai nữa là cái ý kiến này là tôi sẽ góp ý chung và tránh cái trường hợp và hiện tại như là mình đi họp bán lớp, mình đi họp anh em mình ngồi với đồng viên trong thôn là nó sống anh em tri kỷ như anh em trong gia đình, chứ không phải là bạn lớp là 5-7 cấp nhảy thì có thể là hôm nay mai chạy kia đâu. Alo ông hộ tôi đấy nhá, tôi bận nhá. Thì anh em tất cả có cho tôi từ nhóm này, cái đây là cái tâm huyết rất thực sự và nó là từ cái tâm trí của anh em mình, chứ đây nó không phải là phong trào. Nếu mà các bạn nào nghĩ là nó là phong trào thì cả hai cũng như tôi. Và cái này thì là một, tất cả các đồng chí là tôi phân biệt là vì đến bây giờ là đồng chí Đoàn thì vừa cứ con rồi bỏ qua, và các đồng chí nhất là của cứ con, hoặc là trường hợp trong gia đình có những việc thì rất mong là anh em chúng ta là không cần phải nói, là kể cả thông báo trên nhóm đến giúp đỡ nhau nhiệt tình như anh em ruột.
coi như là có thể nếu mà đại lao được tất cả những vấn đề mình mà có thể là lo được những cái việc thì nếu các bạn bè vợ chồng của em thì đấy một cái rất là nhiệt tình, chứ không phải là tôi không yêu cầu lắm ngày đóng quỹ rồi tôi không đến công hộ tôi thì cái thằng bạn nó không thể tồn tại được nhé. Trừ những cái lý do bất khả kháng, ông nào đi công tác xa nhà không có ở nhà, chứ đừng có lý do các bạn ngồi nhà thì chắc chắn là đi cà phê mà không đến ấy. Thì nó thật đấy là buồn lắm, thì tốt nhất là đừng vào hộ vào mà để lấy cái thành tích để lấy tinh thần thì tốt nhất là bố mình mong là thích cho nó rất là nhiệt tình. Có cái đấy là cái làm cho thân thiện, kể cả bây giờ vô tình của tôi thứ mà hôm nay chủ nhật tôi ở nhà, bạn nào nhà thì đến tôi làm con cá ăn cơm không thôi nó cũng rất là tình cảm. Thế tuy nhiên là làm sao là anh em, đây là một cái tâm huyết tình cảm thật, thì anh em đừng nghĩ nói về phong trào. Đấy là ý kiến của tôi là như vậy. Đấy, rất là cứng, anh em rất tâm huyết, vì các anh em từ các cháu có thể tới 2000 2K1 chúng nó vào đồng nghiệp rồi, rồi đến muộn nhất là cái số 76 vừa rồi thì hiện tại chúng mình chưa bạn gái. Nhưng mà sau này sang năm nếu các bạn gái mà ở trong thôn mình hoặc lấy chồng thiên hạ là người bạn xứ ở mình mà có xin vào trong cái hội đồng niên mình nhất trí rồi đấy, thì hiện tại mời là năm hôm nay không mời, thế là chủ trương tôi thế. Thì còn nên là mọi tất cả anh em sẽ định ý kiến cho nó bền vững tốt đẹp, thế là của tôi là như vậy. Con xin ý kiến không nhá, không cứ phòng mạnh dạn lên đi, có ai có nói nào tôi xin ý kiến. Bây giờ anh em mình ở đây tất cả là hôm nay là một cái lợi của đầu tư, nói chung là anh em mình mới tự nói hốt rất nhiều, có người có anh em cũng có hội nhóm, nhưng bây giờ chúng ta phải còn nói góc độ như này. Từ nay về từ trước đến giờ thì không nói, nhưng từ nay về sau là bây giờ chúng ta phải càng đã mở rộng, có thể là sắp lấy chồng cả vợ, cả vợ lấy chồng rồi. Bây giờ như này, nếu trong một số anh em ở đây nếu ai mà có con mà đi xây dựng gia đình, tức là có nha ý đến anh em đồng liên đấy, tức là mình nói là có nha ý thì chúng ta anh không thể lý do như cái bạn lớp, tôi nói lớp tôi bận chụp hỏi tôi ông tào đấy thì chỉ có đi viếng được 4-5 ông đấy mà còn đang màng đó, chúng tôi rồi mẹ già cá mẹ thế, cho nên là tôi nói là chúng ta tất cả đời trừ những ai nó bận quá không thể đi nghỉ được ta chấp nhận, lần này là một lần, lần sau cũng có thể chấp nhận 3 lần cả một kỳ đấy là nói chúng ta bây giờ còn bây giờ chúng tôi cứ hỏi là các ông thế nào tôi thế, mai con các ông thế nào tôi thế, nói thật bây giờ con Phùng kia mà chẳng may bây giờ là lấy chồng lấy vợ và mời nhà đồng nhiên đến chúng ta đến như thế này, thằng cũng cố đạp đồ được những anh em đến nhà nước luôn các thứ giúp đỡ gia đình nó đấy như là nhìn vào một cái thật sự đi bên tôi có hỏi đâu tất cả đấy. Ai có con ai có bố mẹ cả. Nên sao khi mình có một cái việc gì mà có nhã ý đến anh em đồng niên thì mình nên nhiệt tình. Mất bây giờ chẳng hạn người ta nói là có thể đi mời không thì chúng tôi hãy ok, đây là công việc chúng tôi là công việc tự do, ví dụ Dũng chết ở đây là công việc Hải ở đây nó là công việc xã hội chẳng hạn, nhưng không có mặt được thế nào nhưng không thể nói là ông vắng mà hôm nay có ông vắng lần sau ông vẫn lại vắng. Còn tất nhiên là ông không thể là đến đủ như chúng tôi rất ok. Còn tất nhiên là bây giờ ai đến đây mỗi người một việc, cuộc sống thì nghĩ đúng là mỗi người một việc, cho nên là chúng ta hết sức bình tĩnh. Còn tôi rất nhiều mối đau ở đây, tất nhiên là ai cũng rất nhiều mối có người nói chuyện tiền hôm nay tới nay được, cho nên mong sao anh em anh đỡ ta dọn trong bộ của tôi chúng ta nên nhiệt tình với nhau đấy, ý kiến của tôi là hết rồi. Không nhất trí là như thế là ở đây cái lứa tuổi này cho mình phải nói là đâu đấy là mình chẳng nói là đâu, nhưng mà đến lúc này mình tập trung được lúc này mình là tuổi bắt đầu được hiểu ra được là không như đấy gọi là ra được cuộc đời, đến lúc này mà nói rằng là chẳng mấy đâu quay đi quay vào rồi tóc hồng nào nghĩ bạc hết rồi tao tôi rồi mình trắng lại hết cả tóc thế cho nên là anh nhỏ đây đã không tổ chức được thành một nhóm thôi đây là tôi chỉ nói một câu mà khi đã tổ chức được lên hội lên nhóm thì cũng như tàu ý kiến trước là tình thế
là cái đầu tiên không? Cái thứ hai thì nó không được. Nếu mà nó được như là qua thì cái quan trọng là cái hội nó khác, có cái khó. Nhưng bởi vì nó liên quan đến người nọ, người kia, người sang, người gần, những cái nhóm này của anh em, hội này của anh em chỉ có một số anh em mình trong trong hội, nó cũng có cái dễ hơn, thuận lợi hơn. Đấy là anh em là khi mà đã không thành lập rồi, tôi lại nói lại một câu này, nếu mà khi mà không thành lập thôi, thì mà khi đã thành lập rồi thì có khi là cuối năm nay là cái đến tuổi là anh em mình đúng ra tuổi đó đình là từ năm ngoái rồi. Thế nhưng có cuối năm nay các ông mở là thống nhất anh em đều vào đình, nếu không thì anh em mình lại dừng lại một hai năm nữa. Không lại để cho nó căn lời nhá, có một cái thống nhất. Hôm nay mình không nói về cái chuyện gì, không có ý hết. Ý tôi đang nói là để nếu mà khi đã thành lập hội rồi, thành một nhóm rồi thì anh em mình nên vào thì vào. Đấy là để cho nó có cái ngoài cái việc hoạt động này nó khác ra và anh em mình mà chạy rồi cái đấy cũng không có nhiều nhiều mà không có vấn đề gì cả. Cái điều rất hay mà cũng chỉ phạm vi ví dụ là hội rồi mà thăm nhóm chỉ ở cái phạm vi đấy thôi, không rộng quá ra là gì. Nó mới được lâu rồi. Đấy, là được lâu. Cái hai là tất nhiên cái không thể khống chế đến đồng tiền 500 một chỗ. Bởi vì lúc này 500 nó có giá, ngày mai 500 nó có giá. Đấy, là cái đấy là mình phải trào lưu. Tức là mình cứ hết năm nếu mà nó ngoài cái số anh em mình ra đây có một số anh em nữa hiện nay hôm nay không có mặt. Ngày mai ngày mốt anh em mà tôi tham gia, anh em sẽ tập trung tham gia. Để cho nó đảm bảo. Đây là một khởi điểm, khởi đầu, khởi sức lên để cho anh em mình tập trung. Là như vậy. Thì đấy anh em. Qua ý kiến của tất cả theo quan điểm của tôi là cũng nhất trí cùng ý kiến của bốn ông rồi, còn ông các ông thì tôi này các cây quan giác này đúng ra câu ý kiến tôi phát biểu ấy đúng ra này với tinh thần anh em ấy, tôi định bảo tất cả anh em phải cho một tràng pháo tay rất cám ơn đồng ông rất người lùi là các cây các bạn ạ. Sau mình một tôi về không khí cũng nhất tôi này về kiểu của mình tôi vừa nhắn tin nhóm bảo rất tôi chào bạn giác lùi lại để coi như là bạn giác bạn về cái tiền đóng kinh phí tôi không nói đến những cái tinh thần nhiệt tình như thế là bạn giác sẽ ở trong đấy nếu như bà già cha già mà yếu đời khó chúng tôi ở nhà bạn hãy yên tâm về cái lĩnh vực đấy nhé. Vậy tôi xin nhấn mạnh anh em cái điểm này này, anh em mình trong cái hội đồng viên chơi vào với nhau, anh em nào giúp đỡ được nhau về tinh thần là cái tốt nhất về kinh tế. Nếu về kinh tế là tôi tuyệt đối cấm không cho nhau vay lãi. Nếu có cho nhau vay, vay bằng ý chí tinh thần thì không được cho nhau mượn lãi, đồng tiền nó sẽ mất anh em. Đấy phải nói rõ như vậy là tuyệt đối cấm liên quan đến cái chuyện vay lãi nhau. Các bạn có dám bắt đi vay bên ngoài mà có cho nhau là vay bằng giúp đỡ tinh thần và nhiệt huyết. Chứ đừng có tôi đi vay lãi hộ ông trong ngày khác có giả hay không thì là tự nhiên anh em vì đồng tiền mất bạn mất mẹ. Đấy là đồng tiền nó liền với ruột mà gần nhất là đồng tiền là xa nhiều nhất là đồng tiền. Đấy các bạn rút kinh nghiệm về vấn đề này. Các nơi cái quản lý dừng vay mượn về đồng tiền thì là anh em mình tất cả người đồng viên tất cả cũng không ứng đi đồng tiền. Đúng. Đồng tiền đó là cá nhân nhá. Mình không nhắc đây không thể bởi vì tổ chức trong hội tôi không thể làm được cái việc gọi là cho về tiền đứng ra đâu. Thì đây là tiền bằng bạn bè đấy là anh em với nhau là cá nhân là mình không liên quan. Đúng hiểu không? Cái đấy là mình ý kiến vào đây. Ý kiến này à, không có tiếp tục đi. Tôi xin ý kiến tất cả anh em nhá. Okay. Trước hết ấy, là tôi nghe hết thì tôi cũng được nghe và ý kiến. Thì cái thứ nhất ấy, là để về quỹ là ông ta cũng thông qua. Thì trước hết ông ta là bây giờ là cũng chưa được tình có lắm, vẫn còn một số anh em cùng trang lứa. Thế nhưng trong hôm nay thì tôi cũng được biết là trong cái hội đầu tư này này, thế là có ông Lô là một, ông Đức là hai, ông Báu là ba, ông Dũng Nghĩ là bốn, mấy ông Thư là năm, là năm ông, ông mẹ về còn ông Cam là sáu. Thì về phần này này, bởi vì tôi đã ở trong cái trường hợp là tôi đưa giấy mời trong cái tập thể lớp của tôi là tôi biết, thì là nói về phần
đi viếng ấy thì tất cả là đều và về phần và cha mẹ cũng sinh ra thì ông lô máu tôi cũng gặp riêng hai ông đó ở trên khu đại tạng cũng nói về phần lớp của tôi thì hôm nay ở trong anh em mình là tất cả được bố mẹ sinh ra đến giờ phút này mà ngồi ở đây tọa đàm để đưa ra những cái tinh thần và cách tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống từng ngày hàng ngày là từ nhiệt tình là mới. Nhưng mà để ông xây dựng kỹ là một cái này là 6 hôm nay là cha mẹ cũng đã vừa rồi. Đấy, cha mẹ cũng đã vừa rồi. Thế nếu như các 6 hôm nay mà vẫn cha mẹ của bên vợ và con thì các ông lưu tâm đến. Đấy, nên lưu tâm đến ở góc đó là về phần hiếu nghĩa đối với về trên. Đấy là tôi đưa ra ý kiến như thế. Đấy, phần thứ nhất, phần thứ hai trong cái diện mà để mà anh em mình cũng có trang gần với tổ tiên ấy thì cái tầng lớp là các cái con dụng chơi của từng cá nhân anh em mình là riêng, nhưng trong cái hội 74 này là đều đồng tuổi, là cũng có tuổi rồi, nhớ rồi, là làm sao anh em mình đem hết cái tinh thần đoàn kết để đem lại cái sự phấn khích. Nếu là bố mẹ về với tổ tiên thì cũng chia buồn và đồng cùng với giúp đỡ bạn bè uống nước và vui chơi cho nó vui. Về phần thì là các con tổ chức thì anh em mình dù no dù đói, nếu mà đã có một cái quy định ở trong cái tập thể này thì anh em mình nên xếp sắp các công việc để đến cho nó vui. Đấy là về phần thứ hai. Về phần thứ ba, còn các loại đóng góp như thế nào, quỹ thì tôi và anh em đều cần cố gắng để làm sao đem lại cái tinh thần đoàn kết ở trong cái hội đại tư này được xứng đáng với là những cái lời họp tại đây, không để cho nó trôi chảy đi mất từ thành quá khứ mà dĩ vãng là tôi nhanh quên. Đấy là tôi trước mắt là tôi đưa ra ba cái đó thì để anh em tham khảo xem được như thế nào thì có thêm. Đấy, tôi xin hết. Tôi xin phép anh em nhé, để cắt chất lời một tí này để trả lời cho bạn bạn hơn ý người của thì chúng ta nếu mà đã là anh em chơi với nhau thì bạn không tính toán chuyện đấy. Còn một cái nữa là nếu như chúng ta mà đến hỏi đến thăm viếng bố mẹ của bố mẹ vợ ấy, xin lỗi nhưng mà nghĩ là chúng ta không làm được, nó thực sự là không làm được cái việc đó. Bởi vì là ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là tôi này, bây giờ là xuống bố mẹ giờ tôi chết rồi xuống mang dặn thư đến thì mẹ nó đánh đâu không kéo trách tôi đừng chạy đâu. Thế là đừng có nghĩ là cái chuyện đến thăm bố mẹ ba ba đâu không để trả lời các nghĩa luôn đã xong không phải xong rồi tôi nói Thank you.
hay sáng giàu thì kết thúc như nhau mà thôi. Điều nhắm mắt xuôi tay tận mồ đây sâu. Bạn hay sống sao không sai, đừng gian dối hay ám hại. Vì nhân quả chẳng bỏ qua ai tà ma. Thời thế luôn công bằng, đời ai chẳng nguy nan lầm than. Mình phải cố vươn lên thì trời mới ban. Đừng ganh ghét ai hơn mình, mà phải sống cho nghĩa tình. Tự tin bước trước khó khăn mới thành công. Giàu nghèo đều có trong gai răng đầy, mình trong hoàn cảnh giống như họ mới thấy. Đâu ai cho tiền không ai bao giờ, nghèo và sáng đôi tay ai cũng làm giống nhau. Vậy khi nhìn thấy ai đang sáng giàu thì ta càng cố gắng chứ đừng ganh ghét. Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn thì oan trái cũng thế thôi, nếu không giàu sang. Thế luôn công bằng, đời ai chẳng nguy nan lầm than. Mình phải cố vươn lên thì trời mới ban. Đừng ganh ghét ai hơn mình, mà phải sống cho nghĩa tình. Tự tin bước trước khó khăn mới thành công. Giàu nghèo đều có trong gai răng đầy, mình trong hoàn cảnh giống như họ mới thấy. Ai đâu cho tiền không ai bao giờ, nghèo và sáng đôi tay ai cũng làm giống nhau. Vậy khi nhìn thấy ai đang sáng giàu thì ta càng cố gắng chứ đừng ganh ghét. Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn thì oan trái cũng thế thôi, nếu không giàu sang. Giàu nghèo đều có trong gai răng đầy, mình trong hoàn cảnh giống như họ mới thấy. Đâu ai cho tiền không ai bao giờ, nghèo và sáng đôi tay ai cũng làm giống nhau. Vậy khi nhìn thấy ai đang sáng giàu thì ta càng cố gắng. 19 người này cũng là thùng dạng. Trong 19 này có 4 người có làm thì chúng ta đã viên nhau đánh chống chỉ tiền. Chứ còn nếu mà 10 người chúng ta chờ 10 người của lắm. Không có này, hiểu chưa? Cái gì mình không thể nói như thế thì được. Nghèo khó hay sáng giàu thì kết thúc như nhau mà thôi. Điều nhắm mắt xuôi tay tận mồ đây sâu. Bạn hay sống sao không sai, đừng gian dối hay ám hại. Vì nhân quả chẳng bỏ qua
ai tà ma. Thời thế luôn công bằng, đời ai chẳng nguy nan lầm than, mình phải cố vươn lên thì trời mới ban. Đừng ganh ghét ai hơn mình, mà phải sống cho nghĩa tình. Từ tâm đó chưa mời chẳng nguy nan lầm than, mình phải cố vươn lên thì trời mới ban. Đừng ganh ghét ai hơn mình, mà phải sống cho nghĩa tình. Tự tin bước trước khó khăn mới thành công. Giàu nghèo đều có trong gai sẵn đây, mình trong hoàn cảnh giống như họ mới thấy. Ai đâu cho tình không ai bao giờ, nghèo và sáng đôi tay ai cũng làm giống nhau. Vậy khi nhìn thấy ai đang sáng giàu thì ta càng cố gắng chứ đừng ganh ghét. Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn thì ông cũng thế thôi, nếu không giàu sang. Hello.
thì thực sự với ông này cháu thì cháu cũng không ấy, cháu cũng lướt qua hết cái này nói về tôn giáo và tình cảm của cá nhân người. Thực là liên quan đến giải chúng cái đấy là tôi nghĩ là cũng không ổn. Nhưng mà cái đấy là luật của quy định mình thì cứ một có một số bạn mà sẽ ảo ra. Tức là thằng mai phải tập phải tôn trọng quyền nhân viên. Cứ đó nữa là bài là chung chung là cái quyền con người. Là cái quyền chung. Nghèo khó hay sáng giàu thì kết thúc như nhau mà thôi. Điều nhắm mắt xuôi tay tận mồ đây sâu. Bạn hay sống sao không sai, đừng gian dối hay ám hại. Vì nhân quả chẳng bỏ qua ai tà ma. Thời thế luôn công bằng, đời ai chẳng nguy nan lầm than. Mình phải cố vươn lên thì trời mới ban. Đừng ganh ghét ai hơn mình, mà phải sống cho nghĩa tình. Tự tin được chưa có mẹ khuyến hạng mới. Trước về anh em mình đến chơi, bây giờ bà ngã kỳ viện viên về thì bà cũng chơi đâu ra. Đấy là mình thôi, tức là chỉ có một năm thôi. Học viên đâu máu đây ông, đây ông Ngọc Trúc Đảng. Ba hôm phải ra viện nằm vài hôm, ông ba bốn hôm lại trốn lại về. Thì chúng ta chỉ đến chơi thăm một lần thôi, chứ chúng ta không thể đến được là một năm thấy ông đi viện nặng đến chơi. Chúng ta không có cả. Và chúng ta theo vật giá là gì? Hôm nay 1/9 là chúng ta quy định là 500 đến 1 triệu. Thì đến mà 1/9/2024 chúng ta lại không được giá. Tức là áp dụng trong năm thôi, thì không áp dụng trước đời. Đó là cái đó là tôi phải có ý kiến là như thế. Còn nếu mà bằng ý, theo vật giá như thế thì chúng ta thứ nhất. Ông là cứ đọc cái thông chi đi uống rượu. Tôi là cái nào chốt thì người đấy. Thế chúng ta cũng thống nhất là từ mà 1 tháng 7 năm nay đến 2024 là chúng ta thống nhất là 5 lít. Đó, còn một hoa. Tôi nói này tất cả người. Cứ theo giá vàng mà làm. Giá vàng là rẻ nhất. Thế còn tiếp theo chương trình nhé. Lên 7 triệu một chỉ thì cũng 700. Chúng ta làm gì thì cũng phải có ăn. Đấy, mà không làm thì không có ăn. Thế thì tổng thu chi của tôi với ông Sơn với ông Thực hôm nay là hết 4 triệu. Những người vắng mặt hôm nay, ngày mai chúng ta, những người vắng mặt ngày hôm nay, ngày mai nếu có tham dự chúng ta xung cái đó là không khí. Còn chúng ta tăng bên chia 4.2 thì thế thì ai phải đóng bao nhiêu chúng ta nghĩ là tích thầm. Còn ví dụ như ông Trịnh Công Sơn lấy tiền về chúng ta lấy vậy. Ông về thì bây giờ 4.2 thì tôi ăn cái căn nhà từ cái tiệm này ăn xong mới tăng bên chia. Không đi nhầm về cái nhà hàng nha. Không có. Trong đóng lại luôn. Đóng tiền là câu vắn như là đi tiền. Trước khi uống rượu ngoài thì ta đã được. Ủa tuần, tôi ăn cái này này. Tổng vừa ảnh bên trong. Trông nó kéo nhiều hơn. Cái vậy, cái này này hết 3 kiểu. Tổng cái này thì là hết 4.2 thì hiện tại cho 17 người thôi. Tính nhà tôi 247.000, tôi tính 250.000. Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng thế. Anh em thống nhất là có thiết lập cái quỹ luôn năm nay hay là sang năm? Nếu thiết lập quỹ thì ta đóng quỹ luôn, còn nếu mà năm nay không thiết lập quỹ sang năm. Tạm thời ta phải đóng quỹ, đóng ít nhiều quá. Đóng quỹ mới xây dựng được. Nếu đóng quỹ thì theo tôi như này. Thì bây giờ là hết anh em là gọi là 247.000 còn 250.000 là năm nay. Đóng quỹ. 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 Đóng quỹ.
Trong một dòng quỹ thì ông là bây giờ theo như này là đóng quỹ là tổng là đóng thêm vào mỗi ngày 250.000 hay là đóng 100? Đóng 250.000 đi, đóng 500. Thế thì bây giờ như này là mỗi người là đóng vào đây cả trên này cũng là 500. Chúng có người đóng 500, chúng có người đóng 500. Tất cả các anh em đồng ý là như này. Đóng 500, tôi có ý kiến đây này, năm này anh em ngồi đây mà hôm nay chỉ hết 250 thì ta cứ xung quỹ mỗi anh em 500, đưa ra như thế xem anh em được hay không thì đều đồng thành có ý kiến. Đâu à, đóng thành 500 rồi. Đóng thành 500 rồi. Thống nhất là như thế nhá. Quỹ đâu có nhà vào 250, còn 250. Ông hiểu không? Tổng về 500 anh em đúng thường. Anh em mình đóng như thế. Đóng xong không đi vào trong vào đóng. Không có quy định cái này ở đây. Đây nhá. Ý kiến này là chốt để chúng ta liên hoan này. Rồi rồi. Ngày mai ông Trung ông Báu đóng 500 này. Cho vào quỹ. Cho vào quỹ. Chúng mình 500, chửi ra đi. Các ông ăn cũng phải đóng tiền mà không ăn cũng phải đóng tiền. Đúng rồi. Không ăn phải đóng tiền. Miễn cứ thu hôm nay 500 xong chứ. Hôm nay chúng ta ăn ở đây chúng ta đóng 500, các ông không ăn ngày mai các ông vẫn phải đóng 500. Mà không vào theo là con nghèo, không theo thì đấy rồi là không. Theo tôi là nhất trí luôn. Ok chưa? Không ăn. Nghèo khó hay sang giàu thì kết thúc như nhau mà thôi. Điều nhắm mắt xuôi tay tận mồ đây sâu. Bạn hay sống